Hello, xin chào cả nhà. Chào ngày mới may mắn rực rỡ, hòa bình tự do hạnh phúc. Nay mình đang tọa lạc tại khu công nghiệp cảng Cát Lái, đang đi bỏ công hàng này. Nó bị tàu ghe nó bị động á, biển động á, ghe chưa vô được, tàu chưa vô được, giờ phải nằm chờ hai ngày nay rồi. Mình đây cấm điện, phát điện chạy rất là nhiều xe, chứ không phải mình cũng phải cả trăm ngàn xe lạnh á, công lạnh á, nằm chờ đây là mấy ngày rồi. Lâu lâu nó bị biển động một bữa, bây giờ mình phải cấm điện để đủ, để nhiệt độ, đủ đảm bảo nhiệt độ cho cái hàng trên xe, đảm bảo cho chủ hàng nha. Một ngày mới nhiều niềm vui. Hôm nay tình hình trong cảng Cát Lái kẹt xe quá, ngoài biển thì đang bị động biển bão, tàu chưa vô được. Thì có thể mấy anh em ở đây có nhiều xe nằm cả hai ngày trời chưa hạ được công hàng nữa cả nhà. Hình này Cuba rất là đang căng thẳng đây. Qua giờ mình nằm đây cũng là ít ra là hai ngày rồi đó, biển động chưa xuống được hàng. Thôi giờ đi kiếm giám sát nó hết. Đầu với con lươn lần trước là vừa sát luôn. Đây. Chỗ bỏ hàng này nó hơi hẹp nha mọi người. Đây mình phải ra cái thế gấp chữ L này, để cho xe người ta còn đi qua lại được. Đây. Nhìn này, ho hẹp. Bây giờ thấy kiểu gấp L vậy chưa? Như chữ L vậy đó. Thấy đẹp không? Kiểu này là kiểu độc nhất 02 đó. Cái gấp L. Chừa đường cho người ta đi được luôn. Thoải mái luôn. Chừa đường rộng đi thoải mái luôn. Cái chữ L này ghe nó hơi cực xíu, hơi lâu xíu nha. Cúp cái đầu một nơi, đuôi một nơi luôn. Đường rộng vậy chứ nó hẹp lắm. Chiếc xe du lịch qua là vừa lọt luôn á. Giờ luôn nha mọi người. Bỏ xong rồi ngủ chờ chơi tới 8 giờ mới ra. Đi vòng vòng thành phố là vậy đó. Có bài bài không? Hồi nãy vô đây cái đi lộn cái vô đây ghe ngay chỗ đó quay đầu luôn á, ngay ngã ba đó. Bên này là sản xuất bao bì. Bao bì bạc các loại ha. Bên này là phân bón. Đi lộn đường về tới về lui mấy vòng luôn. Đắm đuối.
Xe nhỏ thì dễ chứ xe công này đi mà quay đầu là mệt mỏi lắm. Vì tân cảng tắt lái tiện dụng này lái xe từ 25 đến 45 tuổi, quá 45 tuổi là về hưu. Số điện thoại có trên video à. Anh em nào thất nghiệp thì liên hệ số điện thoại trên nhé. Liên hệ giờ hành chính nè, 0973 425 108. Chị Hương. Tài xế xâm chữ thương cha nhớ mẹ. Đây là những người công nhân ưu tú, rất là vui vẻ. Làm phim. Làm phim mà không release đúng không? Làm phim mà release lên. Lên YouTube. Lên YouTube. Bây giờ xe đang vô, dê vô đây. Này là đi là phải đi cặp cổ này là phải cắt cái đầu ra mới được. Đây là chiếc cắt ca đề rồi hay là chiếc máy DD15. Chú nhà đây là gần đây rồi. Ở đây hầu như người có tâm tư nhiều hơn luôn. Mình Trung. Nam á. Công ty này thấy tên hay à, Ý Chí Việt hay chứ. Tên hay mà công nhân ở đây cũng vui vẻ nữa. Giống như cái tên của mình á. Ý Chí Việt. Đó là boss luôn. Đó là thành phố là boss luôn. Đây bên. Ai lên đây là mấy người đẹp trong công ty của màn này.
hai cửa đi anh. Rồi, giờ xe này ra chuẩn bị tới được mình vô. Hả? Này, đây là mấy cái thùng rác để gửi qua Nhật để ta đựng rác ngoài biển. Thùng rác thấy độc đáo quá. Đẹp. Đúng là người Nhật có khác. Đựng rác cũng phải xài đồ cho nó đẹp. Giờ các anh chị bốc hàng lên. Đi bỏ hàng ở mình bỏ thì hiện tại mình đang tọa lạc tại công ty Ý Chí Việt ở Hồ Nai, Biên Hòa. Ở ngay chỗ đường Nguyễn Biểu. Công ty Ý Chí Việt. Go go. Thôi đừng sủa, ta là người đàng hoàng mà. Sủa chi? Ta là người tốt, phải người xấu đâu, đừng sủa. Vô đi. Đây là có tuyển dụng nè. À, ai thất nghiệp vô đây làm nha. Mà tôi làm biếng lâu lâu với chú mặc bộ đồ nhìn hoành tráng quá. Hồi nãy vô tưởng là giao thông đâu có trong công ty. Bộ đồ này là tại tôi chân tôi bị lắm, vì lắm tôi bị giác về hậu. Nó bắt mang cái giày mà giày bảo vệ là đi giày tá tá quân đội đàng hoàng. Chú chắc cái hồi xưa chắc cũng bên chế độ ngụy hả? Không, già thôi chứ tôi có đi lính. Già kia là công chức viên. Đây là công ty Sức Sống Việt. Ý Chí Việt. Bộ đồ quá lộng lẫy. Thấy mặc đồ này ông kêu ông đưa ra ông thấy ghê quá ông quay phim. Hồi nãy vô tưởng đâu giao thông ở trong này nữa chứ. Tưởng đâu công an giao thông ở trong này. Người đẹp. Toàn là mấy người đẹp không? Đó. Trước kia là mấy người đẹp. Người Bắc Nam Tư nói chuyện nói giọng nghe nói chuyện hay chú. Hay quậy. Ý là cái giọng nói nghe hay. Thôi nhưng mà tôi mà cháu thích con gái Bắc Nam Tư đó. Mà cái cục già mới vô thành tôi trong này cũng chưa biết miền Bắc nha. Mà nói tiếng Bắc là cả nhà thấy không? Đây là cái nhiệt độ đây, mình đang chạy là âm 18 độ C. Nhiệt độ lúc nào mình phải đảm bảo đủ độ nhiệt độ lạnh để hàng hóa đảm bảo cho khách hàng. Nằm chờ mình phải căng cái lạnh. Máy này là máy lạnh Daikin đời cũ. Nhưng mà những cái dòng máy đời mới rồi đó, mình sẽ review cái công của đời mới cho mọi người coi. Máy này thì nó làm lạnh hơi yếu hơn so với cái máy đời sau này. Nó hơi chậm mau, nó hơi lâu rất độ. Đây là trên công mình là công đang chở cá khô. Cá khô Phan Thiết. Đó. Đang chạy nhiệt độ âm 18 độ. Lái kẹt tàu nha mọi người. À. Đây giờ anh em phải đi cắm điện để cho nó đủ độ nhiệt độ cho chủ hàng, đảm bảo hàng hóa cho chủ hàng. Cái công này là công quanh hai đời mới nha. À, mới kèn luôn.
cái con này chắc nó trị giá nó phải cả tỷ có đó, không à, phải rẻ đâu. Để review lên YouTube. Đang chạy nhiệt độ 28 độ. Mở kèn luôn mà. Chức năng nó khác cái con treo kia. Nhiệt độ nó làm cái đường gió nó chạy ở dưới sàn á mọi người. Giống như cái con máy treo thôi chứ nó không khác gì. Trị giá của một cái công như vậy là máy luôn là nó nằm gửi dùm 1 tỷ á. Bạn hữu đường xa. Không, này bé luôn. Quanh hai. Tình hình kẹt tàu các anh em đã nằm đây 3-4 ngày rồi. Hàng trăm hàng ngàn chiếc xe giờ phải chờ đợi đây. Đa ngoài tàu khơi đang bị bão. Làm lớp là phải có nghệ thuật. Nó thế chứ. Chiếc công này để đi qua bên nước ngoài nè, đi khắp cái bản đồ của vũ trụ. Nhìn thấy nó thật là to lớn, còn quá dữ dằn luôn. Ta nói có câu là thuyền ra khơi chắc gì không gặp bão. Sống ở đời có dạy mới thành công. Phải lên xin lên thuyền review một bữa cho mọi người cùng nghe coi mới được. Mình muốn tò mò cái con thuyền nó như thế nào, tàu như thế nào. Thì trong cảng các lái đang kẹt nha cả nhà. Do mưa bão nên là tàu thuyền nó bị động, nó lên vô chưa được. Mình bị kẹt lại tại các lái, có thể đêm nay mình ngủ lại đây. Rất là nhiều xe bị kẹt lại đây. Cũng muốn ra quán ăn cho nó ngon lành mà không dám ra. Sợ ra rồi bị xe tới dây lui rồi xe đụng ba quẹt rồi mất công. Nên mình phải ở đây chực, tranh thủ thời gian ra mua cái về xe ăn luôn cho chắc cú. Đây, hôm nay mình có món cơm hộp với cá kho nè. Làm chai nước suối Vĩnh Hảo có ga. Làm lon ba ba, mà nếu mà chưa bỏ được hàng xong, uống xong ngủ luôn. Thế là xong. À, đơn giản không cả nhà. Đây là chiếc đây là ngôi nhà của mình. À, Marford Mỹ đời 2011. Hộp số 10 cấp. À, máy 450.
bên này có hai cái tủ để nè, để đồ nè. Ở đây là cái đồ để cho đổ chỗ treo quần áo đầy đủ hết đó. Này là cái giường mình nằm ngủ đây. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm cùng Tuấn Cát Bụi nha. Đây là bữa cơm của tài xế xe cảng nha, rất là đạm bạc nha cả nhà. Kết thúc video, xin kính chào tất cả mọi người đã ủng hộ đăng ký kênh cho Tuấn Cát Bụi làm tinh thần nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Nếu mọi người thấy dùng mến thì hãy đăng ký miễn phí ủng hộ.